đã làm nhiều video về iPhone rồi. Có iPhone New Seal nè, hàng mới các bạn. iPhone 99 cũng có. Vậy thì hôm nay Tài sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn những chiếc iPhone hàng 99 mà Toàn cảm thấy là các bạn phải để ý nha. Ví dụ như chiếc iPhone 8 ở đây. Đây các bạn có thể thấy nè, camera nó xước nè ha. Nhưng mà cái phần mặt lưng kính á, vẫn còn tốt và màn hình không hề bị chày, bị gì luôn. Đó, đó là những cái tiêu chí mà Tài nghĩ là các bạn sẽ cần thiết khi lựa chọn những chiếc iPhone hàng 99 nha. Rồi, đúng, đúng. Vô video thôi để Tài chia sẻ những cái tiêu chí mà Tài đã đề ra ha. Rồi, cái tiêu chí đầu tiên đó chính là phần ngoại hình hả các bạn. Dĩ nhiên rồi, khi mà các bạn mua bất kỳ một món đồ công nghệ nào, ví dụ như điện thoại nè, Apple Watch nè, hay là những cái như lo tai nghe này kia, các bạn phải quan tâm đầu tiên đập vô mắt mình đó chính là cái phần ngoại hình ha. Vốn dĩ 99% là cái tên thôi, chứ thật sự không phải máy nào cũng vậy. Có máy đã khui siêu nè và chưa active vẫn được gọi là 99%. Có máy bị chóc sơn phần khuôn viền hay camera hay màn hình bị chày nhiều nữa nhưng vẫn gọi là máy 99% luôn. Có rất là nhiều tên gọi luôn các bạn ơi, cứ quy chung là máy cũ thôi. Chính vì cái lý do đó nên khi các bạn lựa chọn bất kỳ cái con iPhone 99% nào, các bạn nhớ quan sát kỹ cái phần ngoại hình của em nó nha. Nếu mà nó xước nhiều quá thì đừng lựa. Để lựa những cái mà nó xước nhỏ nhỏ thôi, ví dụ xước dâm do hạt cát này kia á. Cái tiêu chí thứ hai mà Tài muốn nhắc đến cho các bạn á, đó chính là cái phần màn hình ha các bạn ha. Dĩ nhiên rồi, cái phần màn hình gần như là 90% các bạn sẽ áp mắt vào nó mỗi khi sử dụng rồi ha. Còn 10% còn lại thì nhiều khi các bạn nghe nhạc nè, các bạn cầm lên rồi coi ngắm nó chẳng hạn. Mặc dù iPhone cũ thôi nhưng mà nhiều khi mình vẫn thích những khi mà tháo cái ốp lưng ra nè, cầm như vậy nè coi nó rất là đảo mắt luôn. Mà kiểm tra màn hình thì cũng rất đơn giản thôi nha. Đầu tiên mình phải kiểm tra màn hình của máy có chày xước quá nhiều không, cảm ứng có còn nhạy không và màn hình có bị dột nước hay không nha. Cái phần màn hình á, các bạn nhớ giúp mình là phải kiểm tra thiệt là kỹ luôn nha, vì cái màn hình là rất đắt tiền luôn. Khi mà mua về, lúc mà mua á, xài nó không bị gì nhưng mà về khoảng sau một thời gian á, nó mà bị gì á, thay cái màn hình không viêm túi luôn đó nha. Rồi qua tiêu chí thứ ba nha các bạn, nhưng mà trời mưa quá, để giờ vô trong ha các bạn ơi. Wow, tìm được chỗ trú mưa rồi các bạn ơi. Như các bạn đã thấy background này cũng đẹp hơn hẳn ha. Lựa chọn quán cà phê để quay cho các bạn có nhiều background mà để xem nữa đó. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phần những cái nút phím nguồn nè, tăng giảm âm lượng hay là cái nút tắt bật tắt rung ha. Phải lựa chọn kỹ nha các bạn, mất công cũng thay lắm đó. Thực ra thì từ thời iPhone 5S nè hay 6 á, thì nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng mới dễ hư. Chứ từ đời iPhone 7 trở lên thì chất lượng của các nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng dù sao máy 99 mà các bạn cũng nên kiểm tra cho chắc nha. Chứ thay những cái này nó cũng sẽ tốn một phần chi phí đó nha. Ôi trời ơi, nói nãy giờ hơi khát nước một xíu các bạn thông cảm ha. Rồi tiêu chí cuối cùng rồi ha các bạn, mà cá nhân mình đánh giá là mỗi khi các bạn lựa chọn những chiếc iPhone 99% như thế này phải quan tâm, đó chính là pin của em nó nha. Vấn đề gần như muôn thở của các máy iPhone 99% luôn rồi các bạn ơi. Dĩ nhiên khi mua máy 99% thì tình trạng pin không thể nào là 100% được, do đó mình khuyên các bạn nên lựa chọn những chiếc máy có tình trạng pin từ 85% trở lên nha. Nhưng mà mình chia sẻ quan điểm cá nhân của mình nha các bạn, khi mà các bạn đã mua những chiếc máy iPhone 99% á thì máy của nó đã cũ rồi thì đương nhiên tình trạng pin sẽ bị hao hụt khá là nhiều. Vì thế khi mà các bạn mua, các bạn lựa chọn những chiếc máy tình trạng pin còn khoảng 85% ha. Nếu mà khi xài máy tình trạng pin xuống dưới 80% thì các bạn chỉ việc thay pin mới thôi, tốn không có bao nhiêu đâu mà máy nó lại thành 100% pin ngay, rất là đã luôn. Rồi, Tàng vừa chia sẻ xong 4 tiêu chí mà Tàng đánh giá là rất phù hợp cho các bạn khi muốn lựa chọn cho mình những chiếc iPhone 99% nha. Như là màn hình nè, phần trăm pin nè, hay là những cái camera, nút nguồn chẳng hạn. Khi mà các bạn lựa chọn những chiếc máy 99% nhớ để ý những cái đó nha. Vì khi mua á không có gì đâu, mà về sử dụng một thời gian á nó mà hư á hay lại tốn tiền nhiều khi bằng một mua một cái máy mới luôn các bạn. Nên nhớ là khi mua những chiếc máy iPhone 99% á thì các bạn hãy đến ngay Minh Tuấn Mobile sẽ được hưởng những cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn luôn. Ngoài ra còn được hưởng những chế độ hậu mãi rất là tốt luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ để lại comment cho tụi mình biết ý kiến của các bạn về những chiếc iPhone 99% này ha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.